Kính chào cô chú anh chị đã trở lại với vườn xứ Trúc Ly nha. Hôm nay con xin giới thiệu lô 4 cây hạt VIP nha. Cây nào cũng độc lạ hết á. Xứ hạt này mình chơi là mình chơi độc quyền luôn á. Đồng giá là 200 ngàn một cây nha cô chú anh chị. Cây thứ nhất mặt hoa nè. Mới nở nó có hơi vàng vàng ở trong cái cánh á. Cái này nó nở được mấy ngày rồi, hổm rày con không có để ý. Cho nên nó nhạt lại rồi á. Màu hoa rất là dễ thương luôn. Cây này 3 lớp nha. Cây này nè. Cây này rễ nó tới đáy chậu luôn rồi, nó lú ra luôn rồi. Cây này là thay chậu là rất là ok nha. Cái này phân tàn đẹp luôn nha. Cây thứ hai này là cũng hoa 3 lớp nha. Ở trong vàng có sọc đỏ nha. Cây này cũng phân tàn đẹp nha. Cây thứ ba là cây màu tím. Tím nhung, sọc đỏ, họng đen. Cây thứ tư. Cây này là có hương thơm luôn nè của chú anh chị. Cây này màu rất là dễ thương, màu rất là nhẹ nhàng. Cây này nụ cũng rất là nhiều luôn. Cây này lúc đầu nó lên san hô nè. Nó rụng bông một lần rồi, nó phân nhánh ra. Cái này là con bán đồng giá là 200 ngàn một cây nha. Con bên con không có bao phí ship nha cô chú anh chị. Nếu mà ship một cây hạt này là con ship nguyên chậu á là khoảng 35 ngàn. Cái này là con bán lẻ từ cây nha. Có thích cây nào thì alo cho con nha. Số điện thoại của con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của con.